tiến độ thi công nhà ga, sân bay Long Thành. Cập nhật tiến độ thi công nhà ga, thi công tường hầm và trần hầm, thi công bê tông hệ thống cột, thi công lấp đất nền móng. Cột được thi công đạt độ cao, phục vụ thi công tầng 1. Thi công san lấp nền móng. Thi công lu đầm nền móng. Thi công trần hầm. Thi công cốt thép tường hầm. Thi công cốt thép cột. Thi công cốt thép trần hầm. Lắp khuôn phục vụ thi công bê tông cột.
thi công trần hầm.